Vâng, cửa hàng Mino xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và tiếp tục trong video clip ngày hôm nay, em trân trọng được giới thiệu cũng như quảng bá cho tất cả anh em một mẫu Migro ở phân khúc bình dân cho bác chơi và sử dụng và độ bền cao. Thì đối dòng này là phân khúc cao hơn so với Sua UG21, UG23 các bác nhá. Và nó cao ở hơn ở đâu thì em sẽ quay bên ruột giới thiệu đến toàn thể các bác. Thực ra đối với các bác là em đã bán dòng này rất là nhiều rồi, nhưng mà đáng lẽ em ngừng dòng này, nhưng vì nhu cầu của bác rất là cao nên em vẫn tiếp tục nhập về. Vì thực ra dòng này nhập về là gần như là nó không có công lắm, nhưng mà về em nhập về để lấy tương tác cho kênh thôi. Ở phân khúc dưới 2 triệu đây là mẫu mic cực kỳ chất lượng cho bác đi show nhỏ được, các bác hát gia đình hợp lý và bao mức giá tốt nhất thị trường các bác nhá. Và dòng mic hôm nay nó cũng là dòng mic mời để cả gần một năm nay em mới bắt đầu nhập về phục vụ các bác của anh em, và rất nhiều các bác có nhu cầu hỏi thì hôm nay đã có về hàng các bác nhá. Đó dòng mic Sure UR29D Blue. Sure hàng nhái loại 1 sản xuất tại Trung Quốc, không như nhiều bác ấy mới chơi lại cứ nghĩ là hàng xịn, không phải đâu, mà là hàng nhái loại 1 sản xuất Trung Quốc, nhưng nó độ bền nó cao, giá thành nó hợp lý là cái mà điểm nhấn mà mình muốn bán cho bác. Còn những bác là xem vụ có nhu cầu hàng cao cấp hơn thì liên hệ trực tiếp lên với em. Những dòng như Bayer tầm 8-9 triệu em cũng có, hay dòng những cổ hãng nhập khẩu em đều có nhá. Còn những phân khúc thấp này em cho những bác nào review, cho những bác nào ở phân khúc bình dân thì liên hệ em. Thì hàng đã có sẵn tại cơ sở 1 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội, cơ sở 2 76A Lũy Văn Bích, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh các bác nhá. Đối dòng mic Sure UR29D, tại sao loại chất và nó lại cao cấp hơn UGX23, UGX23 25 mã, UGX21 thì các bác có thể nhìn bên ruột em phân tích. Thứ nhất, khi bác nhìn vào bên ruột này thì ở phân khúc UR29D nó sẽ hơn ở cái gì? Hơn nhiều hơn con tụ vàng này này. Là chất âm nó hơn, và tất cả tụ nó tụ nhôm các nhá. Cái vỉ nào nhiều tụ vàng, em khẳng định là vỉ chất âm hay hơn, cao cấp hơn. Nếu mà Hiếu Minh có nói sai thì em bỏ nghề âm thanh luôn. Khẳng định luôn, kể cả đối với hàng bãi cũng vậy. Các bạn lưu ý nhá, kể cả đối với hàng bãi. Còn có những con mic cả có bo nhỏ nhưng mà sử dụng những chip này lớn, những con chip RAM chính lớn thì nó vẫn là cao cấp. Nhưng nếu mà các cắm nhiều các tụ này, sử dụng tụ vàng, so sánh tụ vàng nhiều thì nó là phân khúc cao cấp rồi. Sử dụng đến 4 hộp sóng các nhá, em bật hộp sóng cho bác xem. Quyết cậy được không? Em ten bị bong gần bong móng tay. Hôm qua bê loa gần bong móng các bạn. Để cái ngược lại cậy không? Đấy, bong tiếp bục tiếp cái này cho anh. Bật mạnh lên. Rồi. Bục tiếp. Bật hết ra. Bong hết nắp ra cho anh. Khách hàng nhìn sướng. Gửi thật gửi thật. Các bác nhận hàng bên em quyền lượt kiểm tra thoải mái. Chắc quá. Lấy ra đấy. Thực ra là giống nhau thôi, trường hợp không cậy được. Bục cái đấy đấy. Hai cái ngoài này chứ. Chắc lắm. Chặt quá nhỉ. Thôi, chặt quá thôi. Đấy, em quay phần bên này. Nghĩa là nó sẽ có hai bên là nó sử dụng là hai hàng thạch anh này này. Đấy. Nó gồm hai hạt sóng bên ngoài, còn bên trong nó sẽ hộp sóng này. Đấy nhá. Và chip IC xử lý bên trong. Cực kỳ chất lượng, sử dụng 4 dòng. Dòng hàng loại 1 vỉ men lớn, gần hết hết đầu thu các bác nhá. Đấy. Và tay mic thì sử dụng tay mic màu trắng. Đấy nhá. Tay màu trắng. Xoáy cho anh với, quyết. Đấy, em quay cho bác. Men đỏ tụ vàng nhá, có tự ngắt các bác nhá. Được chưa? Đúng mic có tự ngắt chất không? Nào, mời xoáy cho anh với. Con này bác nhìn cái lớp sơn nó ơi, lớp sơn nó rất là ngon, đắt hơn tiền hơn một tí nhưng cái lớp sơn nó rất là ngon, nó không bị dại. Lớp sơn tĩnh điện rất là dày các bác nhá. Phủ la lô, mặt nó còn mặt nhôm các nhá. Đấy. Phủ đây. Sure UR29D Blue. Bao giá tốt nhất thị trường nhá. Giá ở dưới thanh điều đề, giá em đã gồm bao ship rồi các bác nhá. Các bác lưu ý là giá Hiếu Minh đã gồm bao ship rồi, em để giá dưới thanh tiêu đề. Củ after, nó sử dụng củ after rất là lớn, nó to hơn cả nắm đấm của em. Em giơ nắm đấm vào đây, nắm đấm của em ấy. Đấy, bác nhìn em so đánh cái nắm đấm của em này. Tay vừa bê loa trong bẩn thế. Đây, đấy. Củ nó rất là to. Một giác 6 ly, hai tay chống lăn. 4 dâu anten bên hông đây. Đây, hai bên hông. Và các bác lưu ý nhá, bên em bán mic Sure rất nhiều nhưng cũng gặp nhiều trường hợp khi ship đến các bác ấy, là em bo cái hộp vào ấy thì cái chỗ này nó sẽ ép mỏng này này, đến khi các bác lớn tuổi là các bác không để ý này, đến khi nhìn thoạt nhìn qua bác tưởng là nó không có thiếu dâu gì đó, nhưng bác để ý là cái dâu nó ở hai bên này nhá. Đấy, lưu ý cho em, vì khi em bọc vào ấy là em sẽ bo chặt hai đầu này, này thì nó sẽ ép cái mặt này vào. Đấy, ép chặt mặt này vào thì khi các bác nhận hàng lúc mở ra thì nó sẽ ép mỏng này vào thì các bác không nhìn thấy dâu đâu, nhưng thực ra nó là kẹp ở hai bên này này. Đấy, kẹp hai bên nhá. Hộp của nó sổ hộp cắt tông các bác nhá.
nó sử dụng chip của nó 740 và 790. Cái tần số Hz này các bạn ơi. Nghe chip đây. Đời 29D Blue. Hàng mới tinh bảo hành 1 năm. 1 đổi 1 trong 1 đến 2 tháng đầu. Các bác thoải mái luôn. Yên tâm. Số lượng em về được có 40 bao bộ thôi. Thì em tháo trước các bác ra đây B10B khoảng cho em bao nhiêu bộ? 25 bộ. Đúng rồi. Cho 25 bộ. Về trước bác là 25 bộ ra để quảng cáo đến review đến toàn thể các bác. Và báo cáo bác trên kênh, các anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Và xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé.